Xin chào mọi người. Bữa nay mình lại đi công chuyện trên Củ Chi. Giờ công chuyện xong xuôi hết à, hoàn thành tốt đẹp. Về trên đường về nó ở đây, hiện tại ở đây là đường Phạm Văn Cội. Ra ngoài kia là đường Phạm Văn Cội á. Quẹo phải chút xíu nữa là tới cái T30. Nói T30 chắc có một số người không biết T30 là cái gì. Giờ mình giới thiệu sơ sơ cho mọi người biết T30 là cái gì. T30 là quê hương của một người cực kỳ nổi tiếng. Quê hương thứ hai. Nói này ra chắc cũng không mọi người chắc không biết đâu, quê hương thứ hai của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà về ở đây nhập quốc tịch ở đây chắc cũng cỡ được hơn năm rồi đó. Mình nói giỡn chơi cho vui thôi. T30 là cái chỗ mà giam bà Phương Hằng cách nay một năm về trước. Giờ ở đây mình rất là gần cái T30 đó thôi, để mình quẹo qua đó mình coi cái cảnh chỗ đó coi nó sao nha. Coi mát mẻ gì không. Đây, đường này là đường Phạm Văn Cội. Quẹo trái là quẹo đi qua tỉnh lộ 8 để đi về cầu vượt Củ Chi rồi đó. Còn mình quẹo phải qua hướng này là đi một đoạn nữa là tới T50. Thật ra cái bà Nguyễn Phương Hằng này nè, cái lúc bà đăng cái clip đầu tiên mà bà lật tẩy ông Nguyễn Võ Hoàng Yên á, thì lúc đó mình cũng ủng hộ bà nữa, mà rất là nhiều người ủng hộ bà. Cái cách của bà nói lúc đó nó cũng chưa đến mức, rồi lúc đó bà nói bà cũng còn chừng mực lắm. Thì mình nghe bà nói ông Võ Hoàng Yên đúng là trước giờ mình cũng đã không từng tin tưởng ông này. Thì nghe bà Phương Hằng bả lên bả lật mặt ông Võ Hoàng Yên này, lúc đó mình ủng hộ hoàn toàn. Tới khi mà cái bàn này bả mà bả được mọi người ủng hộ thì lúc đó cái tinh thần của bả ảo tưởng, bả tưởng ảo tưởng sức mạnh á, thì lúc đó bả đụng chạm hết người này tới người kia, rồi trong cái cách nói chuyện của bả nghe nó có vẻ chợ búa dân chơi dữ quá. Thì riết rồi mình bất mãn, mình cũng cảm thấy mình không có, mình cũng không có thích gì. Từ từ cái sau này mình quay lại mình không ủng hộ bà nữa, mà làm với mình lại cảm thấy bà đúng là thiệt làm nhiều cái trò lố lăng á. Thì cũng nhiều người cũng từ ban đầu những lúc đầu tiên đã ủng hộ bà. Ở đây phải không ta? Lo nói chuyện mới đi qua con ở đây, phải T30 không đây, chắc đó là con gì nữa. Rồi sau này lúc mà bả, khi mà nhiều cái người mà ủng hộ bả quá, làm cho bả tưởng chừng như bả là một ông trời con, lên bả đụng hết người này tới người nọ bả chửi từ lưa luôn.
Lúc đó là cái tinh thần sân si của bà là phải nó lên tới cực cực đỉnh luôn. Cuối cùng chửi càng bắt ngay, bà tưởng là coi như là bà là dùng, bà nói là không thể xâm phạm. Chửi viết rồi chửi đụng càng ngày càng lớn, tới đụng tới ông chủ tịch thành phố, ông Phan Văn Mãi là xong rồi đó. Lúc đó là thấy bắt đầu số phận của bà đã được định đoạt. Rồi một năm qua nằm trong trại giam mới có suy nghĩ có hối hận hay không. Phải chi lúc đó đầu á chửi lật mặt ông Võ Hoàng Yên rồi dừng lại đi, đừng có ảo tưởng sức mạnh, đừng có làm quá, càng ngày càng làm tới viết nó bị không kiểm soát được luôn, đi quá xa. Mà làm như bà này là bà làm như có máu điên này vậy. Cái lúc mà thời vàng son, thời đỉnh cao của bà lên live stream một cái một không biết bao nhiêu, mấy trăm ngàn người coi. Mấy con cho chú hỏi cái trại giam T30 là ở đâu con? Dạ chú chạy hẳn lên cuối đường là có chú. Cuối đường là có, là bên trái ha? Dạ mình chạy hẳn luôn, là nó ở hẳn đường luôn. Ồ vậy hả? À rồi cảm ơn con nha. Cái nóng của củ gì này phải nói là nó nóng cháy da cháy thịt luôn á. Mình chạy xe đi ngoài đường chỗ này mà mình đuối luôn nè, gió mát nè. Rồi tưởng tượng cái bà Nguyễn Phương Hằng, bà là một cái cành vàng lá ngọc ở trong máy lạnh sung sướng, mà bây giờ phải như là gọi là phơi thay ở nơi này, thiệt tình tự làm khổ mình, cái miệng nó con ếch chết gì lâu miệng. Phải đừng có làm lố, đừng làm quá, bây giờ đâu có vô cái cảnh mà nằm trong cái T30 này để mà chịu nắng, chịu nôi kiểu này đâu. Vậy chứ cái tánh người vậy, gì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bà này bà ra sau này chắc bà cũng chửi nữa à. Cái tính người của bà là khó mà thay đổi được, cái này gọi là bản chất luôn. Khu văn hóa thể thao xã Phạm Văn Cội. Nhận cái tiếng ve ở đây nó kêu khủng hoảng nữa, cái này mà ở đây riết á, trời chưa nóng nực mà nghe tiếng ve này kêu riết chắc bị trầm cảm luôn á, kêu soi thấu lỗ tai luôn. Đoạn này cảnh đẹp quá, mát mẻ. Nên là nuôi bò.
Bà Hằng bà cũng khéo chọn ghê ha. Chọn được cái cảnh nói là bồng lai tiên cảnh luôn. Lên đây ở năm mấy qua. Ở đây xong thời gian về là thành chánh quả luôn á. Mấy quan khóa huấn luyện vậy rồi sau này ra chạy không biết có hiền bớt không, bớt chửi người ta. Rồi đây là cảnh này thấy bắt đầu thấy quen rồi đó. Đó, quê hương thứ hai của bà Nguyễn Phương Hằng đây. Bao la bát ngát luôn. Mỗi ngày ở đây bà làm bạn với ve sầu. Đó, nguyên một cái dãy nhà màu vàng trong đó là T30. Nơi bà Nguyễn Phương Hằng là tu luyện. Vậy chứ cái bà Nguyễn Văn Ngân này bà ở trong tù chứ chắc bà cũng sung sướng hơn ta. Nhiều khi có tiền, có tiền thì lo được cái chỗ ở nó ok. Còn mấy người không có tiền thì chắc chịu. Có khi bà này bà ở trong này có máy lạnh cho bà nữa không chừng. Có tiền cái gì cũng có thể. Này người ta vô người ta đi thăm. Này mình lũi vô có bị bắt lợi không trời. Ở ngoài này nhìn vô vậy được à, lũi vô mất công. Chạy vô một vòng rồi quay trở ra. Cái thứ mà có quay phim cái này nó ra nổi quay với ý gì nó chết luôn. Như đây được rồi, không dám vô sâu quá. Cái lúc mà bà Hằng bỏ lên bà quậy cái danh toán Bình Dương nguyên một cái đám ủng hộ bà lên nó la đập bồn đập bát âm sùm. Rồi sao ở đây không nguyên kéo nguyên lực lượng hùng hậu lên đây đập bồn đập bát đây thử.
chơi cái sơn cái tường màu vàng kiểu này nhìn còn chói chang dữ. Kiểu này chắc sơn ý đồ muốn tra tấn mấy tù cho nó sợ hay gì. Rồi được rồi đó, bây giờ bắt đầu lên đường về trở lại thành phố Hồ Chí Minh.